Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Sau khi phiên bản mới vừa cập nhật vào sáng hôm nay thì độ hot của hai môn phái Võ Đan và Thiền Nhẫn tăng lên rất là nhiều. Vì trong phiên bản này, hai môn phái này đã có một vài chỉnh sửa trong bộ kỹ năng. Và mình có nhận được tin nhắn của anh em yêu cầu mình làm một video chia sẻ về những cảm nhận sau khi phiên bản mới đã được cập nhật và chỉnh sửa kỹ năng hai môn phái này. Thì mình có hỏi lại anh em và anh em có phản hồi lại rất là tích cực trong cái phiên bản vừa mới cập nhật này. Vì thế mình sẽ làm video về những cảm nhận, những quan điểm của cá nhân mình về cái điều chỉnh kỹ năng của Võ Đan và Thiền Nhẫn. Đầu tiên nói về Võ Đan trước. Đây là hình ảnh vào ngày hôm qua mình có chụp lại trước khi cập nhật phiên bản mới. Ở cái tọa vọng vô ngã thì mỗi điểm nhanh nhẹn nó sẽ đỡ được 45 sát thương nếu mà anh em tăng mát và duy trì cái hậu thuẫn trong vòng 10 giây nếu mà cái hậu thuẫn không bị đánh vỡ. Rồi cái thời gian giãn cách đó chính là 30 giây, chỉ có 1/3 thời gian sử dụng cái hậu thuẫn thôi. Ở bí kíp cao của cái chiêu tọa vọng vô ngã, nó lại tăng cho anh em thêm 15 chống đỡ sát thương cho mỗi điểm nhanh nhẹn. Vậy là tổng sát thương của anh em có thể chống đỡ cho mỗi điểm nhanh nhẹn là 60 sát thương cho mỗi điểm nhanh nhẹn. Hồi trước cái thuẫn của Võ Đan là một cái vũ khí cực kỳ lợi hại, có thể lật kèo của rất nhiều đối phương. Vì thế rất nhiều anh em đã chuyển về Võ Đan. Võ Đan lúc đó có khả năng đánh lại những môn phái kỳ hợi của nó luôn nhờ những cái chiêu thuẫn như vậy. Nhưng mà khi mà ra cái phiên bản cập nhật chỉnh sửa lại cái môn phái Võ Đan này thì anh em đã rất là thất vọng. Tại sao lại giảm đi cái sát thương của những cái phi kiếm và giảm luôn cái thời gian của cái tọa vọng này đó. Vì thế rất nhiều anh em đã từ bỏ cái môn phái Võ Đan này. Nhưng sau cái phiên bản cập nhật này thì tọa vọng vô ngã nó đã được gia tăng thêm 5 giây nữa, mỗi nhanh nhẹn đỡ được 45 sát thương, duy trì trong 15 giây đó, cái hậu thuẫn của mình giãn cách trong 30 giây. Cái này mình có thể sử dụng hết phân nửa thời gian nếu mà hậu thuẫn không bị vỡ. Và cái bí kíp cao nó vẫn giữ nguyên, nó chống đỡ 15 sát thương cho mọi điểm nhanh nhẹn. Và phi kiếm nó vẫn giữ nguyên ở cái cập nhật trước là 75% tấn công cơ bản. Anh em có thể chống đỡ được 60 sát thương cho mọi điểm nhanh nhẹn. Vì thế nếu mà anh em là một người thuần về Võ Đan, là anh em chơi nhiều, anh em trải nghiệm, anh em nghiên cứu nhiều về Võ Đan và anh em tăng nhanh nhẹn cao cho một phái Võ Đan tầm 2k trở lên thì Võ Đan là một môn phái rất là châu bò. Đây là những chia sẻ của những anh em đã xây dựng nhân vật Võ Đan theo kiểu nhanh nhẹn như vậy và họ đã phản hồi cho mình là như thế. Thì bây giờ mình sẽ tính nhẩm thẳng luôn cho anh em. Một điểm nhanh nhẹn đỡ được 60 sát thương và nếu mình có 2.000 nhanh nhẹn thì mình sẽ đỡ được 120.000 sát thương, tương ứng với một combo của một môn phái. Ví dụ như là Đào Hoa. Đào Hoa là một môn phái có một combo đam cực kỳ cao. Nếu mà chúng ta có khả năng né được một combo của Đào Hoa thì tỷ lệ sống của chúng ta rất là cao, đúng không? Hoặc là Thiên Nhẫn đi, Thiên Nhẫn có một combo cực kỳ khủng, dồn ra một nhát một luôn. Nhưng mà anh em đã đỡ được 120.000 sát thương của người ta rồi, là coi như là người ta đã chấp anh em chỉ tốn một chiêu mà người ta tốn lớp 3 chiêu, 4 chiêu. Rất là lời, cực kỳ lời luôn. Và chưa nói anh em còn 3 chiêu còn lại cấu đam của người ta nữa nha. Rồi còn cái bí kíp tọa vọng vô ngã, khi mà vỡ cái khiên thì sẽ đánh trúng đối phương, chuyển hóa sát thương thành sinh lực nữa kìa. Anh em có thêm sinh lực nữa, cực kỳ lời. Và cái mình cảm thấy cái tọa vọng vô ngã nó tăng lên 5 giây nữa là quá chính xác luôn, giúp cho cái thời gian gây ra sát thương của anh em nó nhiều hơn nữa. Chống đỡ đã nhiều rồi, bây giờ thời gian duy trì nó cũng nhiều, đó là anh em có khả năng câu kéo rất là hay. Ngoài ra còn cái chiêu thái nhất chân khí. Cái chiêu này nghĩa là sao? Đây là hình ảnh của cái chiêu thái nhất chân khí trước khi mà cập nhật phiên bản mới vào hôm nay. Nó sẽ giúp cho anh em miễn dịch đóng băng nè, tăng cho anh em 10% hút sinh lực khi mà tấn công vào đối phương nè. Mỗi 20 giây sẽ tự động giải trừ vào miễn dịch thuộc tính và duy trì cái này trong vòng 6 giây. Thì cái này nghĩa là sao? Khi mà anh em trong giao tranh thì cái chiêu này nó sẽ tự động búp. Đây anh em có thể nhìn thấy, nó sẽ tự động búp ở dưới chân cho anh em, giúp cho anh em có thể kháng được những cái hiệu quả thuộc tính như là choáng, bị thương, tê liệt, tàn phới hay là làm chậm. Đây là những cái hiệu ứng của năm hệ phái trong game này, giúp cho anh em có khả năng loại bỏ những cái hiệu ứng này. Anh em có thể chạy thoát hoặc là anh em có thể
dồn đam đối phương. Thì cái chiêu này trong cái phiên bản mới đã được chỉnh sửa như sau. Đó chính là miễn dịch vĩnh viễn đóng băng nè, hút sinh lực khi mà chúng ta tấn công đối phương, và nó sẽ được kích hoạt khi mà chúng ta bị đánh trúng. Kích hoạt cái chiêu này khi mà bị đánh trúng sẽ giải trừ và miễn dịch thuộc tính phải chịu trong vòng 6 giây và giãn cách cái chiêu này trong 20 giây. Có nghĩa là khi mà chúng ta bị tấn công, ví dụ thiên nhẫn, nó gây ra thuộc tính như là tê liệt, nó sẽ quýnh chúng ta bị tê liên tục, thì khả năng cái chiêu này sẽ được bóp lên khi mà chúng ta bị đánh trúng. Lúc đó thiên nhẫn sẽ không thể gây ra tê liệt cho chúng ta. Anh em nhớ nha, khi mà bóp cái chiêu này lên, chúng ta không bị gây tê liệt. Còn những cái môn phái khác nó có những thuộc tính như là tàn phế, bị thương, choáng, làm chậm. Đó, những cái đó là nó sẽ kháng lại hết khi mà bóp cái chiêu này lên. Anh em nhớ nha. Nó rất là hay, mình cảm thấy cái chiêu này chỉnh sửa rất là hay. Nó không còn phải bị động như cái kiểu mà cứ 20 giây búp lên mình sẽ không biết khi nào nó sẽ búp. Do đó là cái phiên bản trước đó mình rất là khó kiểm soát cái chiêu này. Và có thể nhiều anh em cũng có cùng suy nghĩ với mình. Tại vì cái chiêu này khi mà chúng ta bị tấn công nó mới búp lên rất là hay. Mình cảm thấy cái chiêu này cực kỳ hay luôn. Tuy nó chỉ sửa đổi một chút xíu thôi, nhưng mà thấy được cái hay của cái chiêu thái nhất chân khí này. Thiên nhẫn có khả năng đánh thường cũng gây ra tê liệt. Những phái khác đánh thường thì nó cũng có khả năng gây ra những thuộc tính đặc trưng cho những hại của họ. Cái chiêu này nó rất là hay nha. Nó không phải là sửa để cho vui đâu, giúp cho võ đan có thể chạy trốn khi mà bị tấn công bất ngờ đó. Nó không còn là tự động cứ cách 20 giây búp lên, cứ cách 20 giây búp lên. Như vậy là khá là phí. Nếu mà búp lên không bị tấn công thì sao? Như khi mà hết cái chiêu đó đi, lỡ người ta tấn công nó sao? Sẽ rất là phí cái chiêu này. Đó nên là chỉnh sửa về cái mặt chiêu thái nhất chân khí này cực kỳ hay. Và đó chính là những gì mà mình cảm nhận về cái môn phái võ đan sau khi cập nhật phiên bản mới và chỉnh sửa kỹ năng của môn phái này. Và theo cái nhận định của mình, môn phái võ đan sau khi cập nhật cái phiên bản vào sáng nay nó sẽ khá là mạnh lên. Không phới đâu anh em, mình đảm bảo luôn, không phới. Và đây là một thay đổi rất là hay cho anh em võ đan. Tại vì nếu mà anh em chơi võ đan, anh em build nhiều thì dẫn nhiều nhanh nhẹn, anh em sẽ rất là chậu. Anh em không tin thì anh em cứ hỏi những anh em nào chơi lâu võ đan á, họ build nhanh nhẹn tầm 1k9, 2k trở lên. Anh em hỏi họ xem võ đan như thế nào. Rồi, còn những cảm nhận về môn phái thiên nhẫn thì sao? Thì sau khi mà mình test thử chiêu đặt dòng của môn phái thiên nhẫn vào hôm qua và hôm nay, thì thiên nhẫn mình thấy là nó chưa có cái gì mà khác biệt quá. Vẫn là như vậy anh em ơi, vẫn như cũ, nó không có gì khác biệt lắm. Còn anh em nào mà cảm thấy nó sự khác biệt rõ rệt, anh em nhớ comment phía dưới nha, giúp cho mình để cho mình xem, mình để ý lại xem. Chứ mà mình thấy thiên nhẫn vẫn đặt dòng dính người ta, vẫn dí theo mục tiêu khi mà mục tiêu đó bị dính cái dòng, và vẫn hút, vẫn kéo, vẫn làm loạn, vẫn bình thường hết, không có gì đáng ngại hết anh em ơi. Nên là anh em thiên nhẫn, anh em đừng có quá lo lắng về cái chiêu này. Còn anh em nào mà thấy được hay là soi được những cái khác nhau thì anh em nhớ comment bên dưới nha, để cho mình để ý rồi mình làm clip lại anh em thiên nhẫn luôn. Rồi ok, video cảm nhận của mình chỉ đến đây thôi, nói chuyện cũng khá là nhiều về cái chỉnh sửa kỹ năng trong phiên bản mới này. Rồi thêm một cái nữa, nói về cái chiêu thuẫn của võ đan. Nếu mà như hồi đó mà thuẫn chỉ có chặn được 20 sát thương cho mỗi điểm nhanh nhẹn, đúng không? Bây giờ số lượng đam của đào hoa nó cực kỳ lớn luôn, cực kỳ lớn luôn. Anh em thử bởi một cái thuẫn nó đi là anh em sẽ chết ngay tại chỗ luôn. Tại vì nó chống chịu khá là ít, mà đam của đào hoa nó cực kỳ cao luôn. Mà đam nó cực kỳ cao, nó dồn đam anh em, có thể anh em chết ngay tại chỗ. Cho dù cái tọa vọng vô ngã vỡ mà có dính vào người của đào hoa, nhưng mà đào hoa nó đã gây ra một lượng đam cực kỳ lớn vào anh em thì anh em có khả năng đột tử rất là cao. Rồi, nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LND của mình để có thể nhận được những video mới trong thời gian sắp tới nha. Tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.